là thông tin liên quan đến nguyên nhân khiến số ca mắc mới ngày càng tăng ở nước ta. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, sự mở rộng vùng dịch tễ trong giai đoạn bình thường mới kết hợp với biến chủng Delta khiến số ca mắc tại Việt Nam chưa có xu hướng giảm. Theo bản tin của Bộ Y tế, trong 7 ngày trở lại đây, số lượng ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong 24 giờ tại Việt Nam có chiều hướng tăng mạnh. Nhiều ngày có số ca mắc cao nhất kể từ khi cả nước bước vào giai đoạn bình thường mới. Điều này đã khiến cho nhiều người lo lắng bởi trong bối cảnh Việt Nam đã có lượng vaccine về nhiều và nhiều tỉnh thành đạt độ phủ vaccine cao, song số ca mắc vẫn chưa có chiều hướng giảm. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội chia sẻ, 4 nguyên nhân khiến số lượng ca nhiễm mới mỗi ngày tại Việt Nam vẫn còn rất cao. Nguyên nhân thứ nhất, theo Phó Giáo sư Hùng, là kết quả tất yếu khi mở cửa trong giai đoạn bình thường mới. Bởi hiện tại, việc di chuyển của người dân đã thoải mái, không còn biện pháp giãn cách xã hội như trước. Cơ hội tiếp xúc giữa người này với người kia, vùng này với vùng kia, thành phố này với thành phố khác gần như là bình thường. Điều này chắc chắn sẽ kéo theo số ca nhiễm mới tăng tương ứng. Thứ hai là việc khó đảm bảo quy định phòng hộ cá nhân. Theo Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội, khi việc đi lại thuận tiện, các dịch vụ kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ sẽ có những thời điểm người dân khó tuân thủ 5K. Chẳng hạn, họ tháo khẩu trang để ăn uống, nói chuyện, tụ tập bạn bè, họp mặt. Nguyên nhân thứ ba là sự lây nhiễm rất nhanh của biến chủng Delta. Đây là điều quá rõ ràng. Khi 5K không đảm bảo, số ca nhiễm tăng rất nhanh do sự lây lan của Delta, ông nói. Bên cạnh đó, lý do khác theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng là người dân chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19. Chuyên gia này cho biết, hiện nay cả nước ta vẫn còn 20 đến 30 triệu mũi vaccine cho người lớn cần được tiêm. Đây cũng là số lượng rất lớn. Phó Giáo sư Hùng cũng nhìn nhận, mỗi loại vaccine có hiệu quả bảo vệ nhất định, không miễn dịch 100% với tất cả người tiêm vaccine. Phân tích rõ hơn điều này, Phó Giáo sư Dũng cho rằng, thời gian vài tháng trước, vùng dịch tễ COVID-19 chủ yếu bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh lân cận, mức độ lây lan chưa nhiều. Còn tình hình hiện tại, sự mở rộng dân số nguy cơ cao, tỷ lệ nhiễm cao hơn, vùng dịch tễ cũng đã lây lan qua hầu hết địa phương khác, đặc biệt là vùng Tây Nam Bộ. Xin được chuyển sang các tin tức tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chậm trễ hỗ trợ y tế và trả giấy xét nghiệm COVID-19 có thể khiến dịch bệnh lây lan. Theo quy định, những vi phạm về phòng chống dịch COVID-19 như vậy có thể bị xem xét trách nhiệm, thậm chí bị xử lý hình sự nếu hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thực hiện xét nghiệm 9.902 mẫu, phát hiện 517 trường hợp dương tính. Các bệnh viện xét nghiệm 5.104 mẫu, phát hiện 383 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó một ngày, toàn thành phố xét nghiệm 12.641 mẫu, phát hiện 762 trường hợp dương tính. Tuy nhiên, việc chậm trễ này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, tỷ lệ F1 chuyển thành F0 cũng từ đó mà tăng theo. Không những vậy, hành vi thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch còn được xem xét dưới góc độ pháp luật. Chuyên gia y tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga cho rằng, việc chậm trễ như vậy khiến công tác phòng chống dịch phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức người dân. Nếu họ không chấp hành đi lại tự do thì nguy cơ lây nhiễm sẽ rất cao. Ông Nga cũng nêu ra việc quá tải của hệ thống y tế cơ sở hiện nay. Khi số ca mắc liên tục tăng cao, ngành y tế phải vừa lấy mẫu xét nghiệm, vừa truy vết và hỗ trợ điều trị F0. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra quan điểm không phải vì như vậy mà chính quyền sở tại có thể ngó lơ việc này. Đặc biệt mới đây, Bộ Y tế cho phép Hà Nội xác định F0 khi có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính. Thay vì xét nghiệm PCR mang giá trị khẳng định, việc này cần sớm áp dụng để tránh việc quá tải cho CDC.